chấp 129 tinh giáp hồn tướng. Hức. 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 Hu hu, cha ơi, có người xấu tới nhà chúng ta, bọn họ bắt nạt con, còn muốn bắt con đi. Hu hu, cha ơi, cha ở đâu? Sao cha vẫn chưa tới? Hu hu. Là mệnh bài của tư không cảnh, tên phát sáng đã tắt rồi sao? thì ra là vậy cha ơi hức cha sao không khống chế đại trận hộ sơn được vậy hu hu cha lừa con hu 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 tiểu nha đầu ngươi tên gì cha ơi sao cha vẫn không tới hu hu cha sao vẫn chưa tới này nha đầu gia chủ đại nhân nhà ta đang hỏi ngươi đó đừng qua đây đừng qua đây a diệu phải ở đây đợi cha về không cần sợ ta và mẫu thân của mẫu thân ngươi là đường tỉ muội không có ai hại ngươi đâu theo ta về nhà đi không ta không đi ở đây mới là nhà của a diệu a diệu phải ở đây đợi cha về quả nhiên cô ta đã ý thức được mệnh bài bị tắt có ý nghĩa gì rồi gia chủ hay là để tôi đi cút vâng dừng lại ý sao không cử động nữa, kết thúc rồi sao? Thế giới huyễn cảnh này đang sụp đổ, hình ảnh bắt đầu tái tạo lại rồi. Ồ, lại bắt đầu vòng lặp mới. Ha ha ha, biết rồi cha, hai, con lúc nào mới trưởng thành đây, A à, Diệu không cần trưởng thành đâu, lêu lêu. Cô ta cứ như vậy lặp đi lặp lại trong huyễn cảnh tâm ma này sao? Đây là vòng lặp thứ 14. Thì ra là vậy, đây là nguyên nhân cô ta vẫn luôn rơi vào vòng lặp sao. Chấp niệm tâm ma của cô ta là đợi một người không thể quay về. Vòng thứ 15 Thứ 16 Hà, thứ 17 Vòng 18, vòng 19, vòng 20 Đệt, cứ như vậy bao giờ mới kết thúc. 2. Vốn không muốn ra tay can dự đâu. Bỏ đi, coi như học phí vì học được trận pháp phong ấn. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Cha ơi người ở đâu? Mau tới cứu A Diệu. Hu hu, trận khởi. Cái gì, chuyện gì vậy? Bạo. Chuyện gì vậy, không ổn, gia chủ, cứu mạng. Trận pháp sư. Là ngươi, không thể nào, sao có thể, ngươi không phải. Ngại quá, ta tới muộn rồi. Cha, cuối cùng người đã tới rồi. A Diệu một mình ở đây đợi người rất lâu rất lâu rất lâu rồi tập phim hôm nay kết thúc tại đây mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho tim bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.